Rồi bây giờ đem cái mặt gam lên chỉnh trước ha các bạn, dùng phương pháp cạo ha. Chứ bây giờ ông chủ ghe ổng nghỉ chơi chiêu đóng rồi, bây giờ cạo vô cho nó im hơn. Anh Tài Cải anh đang leo lên trên ghe, đem cái mặt gam lên trước. Leo rồi đặng giờ đóng vô. Đâu đâu giờ không? Rồi bây giờ phương dùng pháp cạo nha. Đâu chưa? Dùng phương pháp đóng này thì nghỉ rồi. Được chưa? Tập mở vô đó, nói cho là sai gì. Lấy chịu quá, cây chịu cây tháo ra. Cây chịu cây tháo ra. 5 gem nữa các bạn. Không thì 5 gem nữa dòng ngoài là 180 ha. Dòng trong là 127. Không có để đầu không? Có, cái đầu đấy, cái đầu mài á. Mình nắm vô đó nha. Cái đầu mài vô trước á. Đầu mài đâu nào? Nó đầu đó đó, đầu trái trái nha. Nè. Đó đó, nó vô nhưng mà mày nhắm ngay chân cái lỗ đó, cái lỗ mày qua phan đó, ngay chân cái kẻ trống này nè. Nó có cái kẻ cái lỗ mình qua mình phan đó. Xây xây. Mấy đằng sau nè mày nhìn kỹ. Chính cái cây gì á mày nắng nó lên trên đó cái mình nhìn vô chỗ này nè, vô đây. Rồi dẫn vô đây. Rồi ok. Ngóc bự lên trước. Nó cái xiết từ từ vô ha. Áo này ra đi, bỏ đi. À, không vô sao ấy được. Dẫn rồi. Bỏ đi. Rồi đang cảo vô từ từ nha các bạn. Chưa đâu, mới vô thì chưa có nặng lắm đâu, một chút nữa mới nặng ha. Từ từ. Chưa nặng đâu. Hết đó đó. Một chút nữa mới nặng. Khoảng 2 3 tấc nữa mới nặng ha. Rồi để đó ông nội đi. Hôm nay thì lấy cái điếu kìa cho ông già lên dặn cái điếu mới được. Lấy cái điếu chùm vô. 76. Ông già 76 tuổi nha các bạn. Kim chủ ghe luôn nha. Đó, vô là làm luôn. Cảo vô từ từ. Thế đàng hoàng mới được. Nói chung còn sức khỏe quá nhiều nữa các bạn. 76 tuổi giờ này là mấy ông kia ổng lụm cụm hết trơn rồi. Có ông thì xuống lỗ luôn rồi. Ông này quá mạnh rồi. Ừ. Coi cái đầu con tán trong ngày sao là lên đây. Dựng hai của mình hồi đó cũng có những bài võ nha, cho nên sức khỏe bây giờ còn cường tráng quá. Thuốc giờ hút ngày 2-3 gói cũng không sao nữa. Quá mạnh luôn, phải không Dựng hai? Ừ. Đó. Dựng hai sắp bị corona. Có người hút thuốc cân ta kêu mà. Ta kêu ngưng mà bây giờ Dựng hai hút ngày 2-3 gói chẳng sợ gì cả. Hay đâu mới được. Rồi nối thêm cái tiếp ha, cho nó dài, cho nó nhẹ thêm ha. Đó, nhẹ hơn. Nhẹ hơn. Rút ra. Bắt đầu rút cái cây ra đi. Ừ. Cái cây này có phải nối ngoài nè. Kéo ngay cái đầu cây này nó nối ngoài. Kéo nó ngoài, kéo gà nó ngoài, ừ nữa. Vô từ. Ừ. Cũng im. Rồi đứng chờ nó rồi, đầu ra, ừ. Sự đứng ra chân bằng coi. Thì cái đầu chờ mà.
vô một lần được 2-3 ml nha các bạn. Dạ. Vô một lần được 2-3 ml. Từ 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 từ. Nhẹ nhàng tình cảm luôn. Anh Lộc ảnh cũng đang làm một cái con sò bằng keo bảo vệ cái con sò inox ở trong luôn đó. À, cái con sò keo này thì trước tiên là mình sẽ dùng cái can 30 lít đó các bạn, rồi lắp hai lớp cho nó nhẹ ha, rồi xong mới ịn lên cái con sò inox ở bên trong á đó, bảo vệ nó luôn. Rồi khoan lỗ 10 ly xung quanh cái con sò keo này nữa. Một chút nữa sẽ lắp khoảng 4-5 lớp bên ngoài nữa sò keo này đó. Nói chung thì ở Kiên Giang này sử dụng chiêu này, còn mấy vùng khác thì mình không biết làm sao đó. Bảo vệ luôn, khi mà gác gến thì nó vô cái phần cái con sò nhỏ bên trong á ha, thì nó không vô được đâu các bạn, ở bên ngoài thôi. Và bên ngoài nhiều lỗ lắm rồi, đủ nước để cung cấp cho máy luôn ha. Hai bên là bỏ hết con sò đó các bạn ha. Sò cho nó bỏ luôn, không làm nữa. Bên đây thì thêm một con nữa. Nói chung con sò này thì tốn cũng khoảng vài trăm ngàn thôi, không có nhiều, nhưng mà bảo vệ đó. Sò mũ có biết lặn thôi, con biết pha thôi. Mấy con sò này khoan em cũng khoảng mấy chục lỗ, ba bốn chục lỗ. Mấy dùng khác thì không biết sao, chứ các bạn có chơi cháo thì cứ làm theo thử đi, sẽ có tác dụng cho các bạn ha. Bên trong là con sò inox nha các bạn ha. Vô rồi, vô phê phới luôn, vô cảo vô đi. Rồi bây giờ khoan lỗ mấy con sò nha các bạn. Quay quán ruột, quay ai nha. Đó. Khoan lỗ. Xem cho biết thôi nha, bảo vệ mấy con sò tự nhiên là hai lớp bảo vệ vậy đó ha. Rồi đúc bạc cao su xong rồi nha các bạn, thì bây giờ khoan cái lỗ, một lỗ để mà nuôi nó nha, nuôi nước nha, cho nước nó vô. Nhiều khi gác gến lâu ngày á nó quấn vô cái chỗ cái láp á, chỗ đầu cái hoa rỉ đó, rồi nước nó yếu cho đó, cho nên sẽ cháy bạc ha. Cho nên bây giờ khoan cái lỗ cho nó lũng bạc luôn, lũng cao su luôn. Anh này bên đội rút chân vịt ha. Lũng pha sườn nữa, pha lũng cái vịt đâu, khoan lũng luôn. Một lỗ nha. Chiêu này là phát minh của ông chủ ghe.
đây cái phần mặt gam đó anh em ha. Gam mà ốc bạc thì chủ ghe họ cho chế ha, chế cái đường kẻ này nè, nó cắt hết khi mà gác nó quay á, dính á, cắt đứt luôn nha anh em ha. Cái này là chắc ở cõi thế gian này mới có thấy mới thấy lần đầu luôn ông này ha. Chế nữa. Về phần cái bạc thì cũng đã cạo vô xong rồi nha các bạn ha. Cạo vô chậm lắm cho nên là mình cũng ít quay chi tiết, đóng nó vui hơn ha. Đó, giờ cạo nó xong rồi đó. Thì hẹn gặp các bạn clip sau nha. Bye bye nha, hẹn gặp lại nha. Xem clip này cho vui nha các bạn, để cháu đủ thứ ha. Rồi chào khán giả đi ông chủ ghe ơi. Ôi chào. Rồi clip này đến đây kết thúc nha các bạn. Hẹn các bạn clip sau. Ăn câu vô luôn không? Mà cái đó y đốc với thao sao mà hàng dính không nổi? Làm gì hàng? Đâu có hàng đó, mới chặn ở ngoài hàng gì. Sao không tán tú nữa.